Xin chào các bạn, kênh Nhật Tiến Băm Chính rất vui gặp lại được các cô chú anh chị và các bạn thân mến. Hôm nay là ngày chủ nhật nè các bạn, mình đi về quê hương Cần Đước của mình nè. Mình đi quay phim đám cưới nè các bạn. Gặp được em gái ở quê hương Cần Đước nè các bạn, rất là dễ thương, đánh trống rất là nhẹ nhàng, rất là giỏi, rất là hay các bạn. Còn bây giờ mời các bạn xem em gái đánh trống nè các bạn.